Tổ chức đoàn kết công giáo toàn cầu vừa lên tiếng về việc tù nhân lương tâm tôn giáo Nguyễn Bắc Chuyển tuyệt thực ở trại giam An Điểm, tỉnh Quảng Nam. Thông báo hôm 27 tháng 11, Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu CSW cho biết nhà đấu tranh vì nhân quyền Việt Nam Nguyễn Bắc Chuyển và hai tù nhân lương tâm khác bị giam giữ trong nhà tù An Điểm do Bộ Công an Việt Nam quản lý đang tuyệt thực để phản đối sự đối xử bất công của các giám thị trại giam. Cuộc tuyệt thực của ông chuyển bắt đầu vào ngày 26 tháng 11 và sẽ tiếp tục cho đến khi các điều kiện và việc đối xử của trại giam đối với tù nhân được cải thiện, thông cáo của CSW viết. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông chuyển, cho VA biết ông chuyển có gọi điện thoại về gia đình và cho biết ông đã tuyệt thực cùng với hai tù nhân khác là Nguyễn Văn Hóa và Phạm Văn Điệp. VOA đã liên lạc với Bộ Công an Việt Nam để tìm hiểu thêm thông tin về việc các ông Nguyễn Bắc Chuyển, Nguyễn Văn Hóa và Phạm Văn Điệp tuyệt thực nhưng chưa được phản hồi. CSW cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông Chuyển tuyệt thực trong tù. Vào tháng 5 năm 2019, CSW loan tin rằng ông Chuyển và ba tù nhân lương tâm khác đã tuyệt thực để phản đối sự đối xử bất công đối với ông Nguyễn Văn Hóa. CSW nhắc lại rằng ông Chuyển ngay từ đầu lẽ ra không phải bị bỏ tù chúng tôi tiếp tục kêu gọi sự trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông ấy, đồng thời kêu gọi nhà chức trách Việt Nam đảm bảo rằng những người đấu tranh cho nhân quyền trong nước được tự do thực hiện điều này mà không sợ bị sách nhiễu, bị trấn áp bằng bạo lực hoặc bị bỏ tù. Nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Chuyển bị chính quyền Việt Nam tống giam từ tháng 7 năm 2017 và đang thụ án 11 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.